Các bạn có biết không, trong tâm hồn của các em nhỏ luôn tồn tại một thế giới âm nhạc phong phú và chỉ cần chờ cơ hội để khám phá thôi. Và chiếc đàn ngọt gan Kidman K100 chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng thế giới âm nhạc đầy sắc màu dành cho các bé. Với thiết kế hiện đại, những tính năng thông minh và âm thanh vui nhộn, K100 không chỉ là công cụ dùng để học tập mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp khơi dậy đam mê và nuôi dưỡng tài năng âm nhạc từ những ngày đầu tiên. Và hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu những chức năng thú vị trên em đàn Kidman K100 này nhé. Nào, cùng mình bắt đầu video nhé. Đầu tiên, Kidman K100 có thiết kế nhỏ gọn, có chiều dài chỉ 93cm và trọng lượng chưa đến 3kg, vô cùng tiện lợi và an toàn cho các bạn nhỏ khi sử dụng. Mặc mang đi khắp mọi nơi khi các em muốn. Đàn bao gồm 4 phiên bản màu: đen, trắng, đỏ đô và xanh min. Màu sắc tươi sáng và thiết kế bắt mắt của Kidman K100 sẽ thu hút sự chú ý và yêu thích của các bé, giúp mỗi buổi học đàn trở nên thú vị hơn. Thứ hai là về phím đàn và chất liệu. 61 phím chuẩn dạng hình hộp, có kích thước vừa vặn, thiết kế phù hợp với tay của các bé, tạo cảm giác phím nhảy và chân thật, giúp các bé dễ dàng thao tác và làm quen với đàn, trải nghiệm âm nhạc một cách hoàn hảo nhất. Chất liệu nhựa ABS bền bỉ, cao cấp và an toàn, giúp bố mẹ yên tâm khi cho con vui chơi và phát triển kỹ năng âm nhạc. Kidman K100 trang bị màn hình LED hiển thị rõ nét các chức năng và thao tác trên đàn. Các nút bấm được thiết kế to và chắc chắn, có độ phản hồi tốt và hoàn thiện cao, giúp các bé dễ dàng hơn trong quá trình học tập và vui chơi. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu những chức năng trên đàn Kidman K100 sẽ thú vị như thế nào nhé. Kidman K100 có 200 điệu, 200 tiếng và ngoài ra còn 80 bài hát demo. Đàn còn trang bị đầy đủ các chức năng từ cơ bản đến nâng cao như metronome đếm nhịp, record thu âm, demo để phát các bài nhạc mẫu trên đàn. Phía bên phải sẽ là các nút sinh và core để chơi hợp âm, sustain tạo độ vang, tích cảm ứng lực nhấn và đặc biệt là follow giúp các bé học nhạc ngay trên đàn, cùng nút MP3 để phát nhạc và select để chọn điệu tiếng mà các bé muốn chơi. Ngoài ra còn nút menu sẽ bao gồm các chức năng tông chọn tiếng, rim chọn điệu, tempo điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của điệu, tempo tăng giảm tông và rim voice tăng giảm âm lượng của điệu. Đàn organ Kidman K100 còn có sử dụng pin rời để các bạn mang đi bất cứ đâu vô cùng tiện lợi. Và đặc biệt là tính năng Bluetooth audio sẽ giúp các bé phát nhạc trực tiếp ngay trên đàn qua các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính bảng, biến K100 thành một chiếc loa di động vô cùng tiện lợi. Cuối cùng sẽ là các cổng kết nối. Kidman K100 sẽ có các cổng kết nối như là cổng nguồn 5V vô cùng an toàn cho các bé trong quá trình sử dụng, cổng phone jack 3.5 kết nối với tai nghe, cổng audio in kết nối âm thanh vào đàn, cổng mic kết nối với micro được tặng kèm với đàn, cổng sustain kết nối pedal và cuối cùng sẽ là cổng USB kết nối với MP3 để phát nhạc ngay trên đàn. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá âm thanh trên đàn nhé. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá một vài điệu hay trên đàn nhé. Vậy bây giờ phần tiếng như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Vậy là hôm nay mình đã cùng với các bạn tìm hiểu về các chức năng trên đàn Kidman K100 với mức giá vô cùng hợp lý và các chức năng rất là thú vị. Hy vọng K100 sẽ là món quà tinh thần và là hành trang đầu tiên thật tuyệt vời cho các thiên thần nhỏ của các bạn. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụ Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình, hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình ra những video khác hấp dẫn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.